Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Vương ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang để quay video chia sẻ cho quý vị bạn xem kinh số phôi mai đấy thôi, hoành to để vip nhiều dáng thế luôn. Giá thì không nghĩ ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Vương. Rồi chào anh. Dạ, chào anh Tâm. Dạ, chào anh chị cô chú gần xa ha. Hôm nay em cũng có hai mấy cây phô mai muốn giao lưu cùng anh chị cô chú gần xa ha. Hình thức của em là cũng bao ship toàn quốc ha, bao sống 50-50 ha. Dạ. Dạ, rồi mỗi anh chị có phần trách nhiệm bên mua và bên bán. Dạ. Rồi em vô mã số 1. Rồi, số 1. Chiều cao 50. Hai mươi chín hoành à, ha. Rồi. Đây bộ rễ đều rang luôn nè, cái bàn mà đều luôn nha cô chú anh chị. Mã số 1 này em giao lưu giá 900. Cây này co hoành to với nhỏ nè, quá trời đế luôn. Dạ. Cô chú anh chị. Hoặc cây số 2 ha. Mã số 2 cao 60. Hai mươi ba hoành, cái này cũ nở nè, đế đây, bốn mươi ba luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2 này em giao lưu là 900. Rồi 900. Mã số 3 này quá thôi, cái cũ luôn, chiều cao là 44. 29 tính 28 đi. Này nữa 29 tính 28 hoành nha. À. Cũ khỏi nói nè. Mày nó cắn cái cũ không đo không được. Co lắc nè, uống lượng đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 3 này em giao lưu giá 1 triệu 1. Thôi, 1 triệu 1. Rồi cái trực lắc nha cô chú anh chị, tay cành đều. Cao là 96. Tính 95 đi. 30 hoành. À. Đi. Rồi cây này em giao luôn 1 triệu 2. Cây này là quá mềm nha cô chú anh chị, cây này là khỏi trả giá em nha. Trả giá em cũng bán đâu. Bán giá là giá là chắc 100% đó. Thì ăn cho cô chú anh chị luôn. Xác giá ha. Dạ. Cây mã số 5 chiều cao 55. 28 của anh. Rồi. Đây nè. Bể luôn, co lắc nè, tay cành nè, này nóng phong tầng dù nha cô chú anh chị. Rồi mã số 5 này em giao lưu giá là 1 triệu. Thôi 1 triệu. Quá rồi, nay giờ là em bán giá yêu thương rồi đó, hoành to giá nhỏ. Cây mã số 6 chiều cao là 56. Yeah. 28 yếu tính 27. Yeah. Đây đây, đấy bự 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 không? Cầm coi đây. Rồi mã số 6 này em giao lưu giá 900. Rồi, 900 thôi. Rất mềm. Nay là quá mềm luôn á, em xả em về luôn mới nha cô chú anh chị. Chiều cao 60. 29 của anh. Rồi, 17 đấy nè quý vị. Thấy đều hết luôn đó. Cây rất là sung ra bung được luôn nha cô chú anh chị. Cái nhựa rồi đầu rồi hết luôn. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá là 1 triệu 1. Thôi 1 triệu 1. Quanh to lực cây. Cây mã số 8 chiều cao 80. 29 hoành. Rồi. Cũ hết rồi, cái cũ luôn. Hết rồi hả? To quá. Bốn mấy ạ. Rồi cái mã số 8 này em giao lưu 1 triệu rưỡi. Rồi 1 triệu rưỡi. Có cành bay nè. Cây mã số 9 cao là 79. 20 tính 26 của anh.
con cành bay này nha cô chú anh chị, tay cành điệu luôn à. Rồi cái mã số 9 em giao lưu giá 1,5 triệu luôn. Rồi 1,5 triệu luôn. Thì mã số 10. Số 10. Cao 60. Rồi. 24 hoành. Rồi. Cái này cái trực. Thay cành về thúc vô một chút nha cô chú anh chị. À. Rồi cái mã số 10 giao lưu 800. 800. Mã 11, một cây dáng bonsai chuẩn luôn cô chú anh chị ơi. Cái cũ hết nói rồi. Chiều cao là 45. 23 đi. Rồi. 23 hoành. Cũ. Nguyên ôm bộ đế luôn. 50 51 nha cô chú anh chị. Cũng hết nói luôn, cái này dáng bonsai chuẩn luôn rồi, cô chú anh chị. Đó. Tay cành. Rồi mã số 11 em giao lưu giá 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Cái đó đẹp á. Dáng bay là gì? Rồi một cây bay. Chiều bay là 90. Ủa 60. 60 ha. 60. 24 hoành. Rồi. Cái này sung ra tược hết. Đó. Chiều bay nè. Đây nè. Rồi mã số 12 này em giao lưu 800. 800. Cây mã 13. 13. Cao 70. 23 hoành. Rồi. Để đây cái gì? Để dán nha. Co cái co lắc nè. Tay cành. Rồi cô chú anh chị nhìn tham khảo kỹ coi hợp nha, nhãn cây nào ủng hộ giùm em nha. Rồi mã 13 này em giao luôn 1 triệu. Rồi 1 triệu. Cái này bự, bể đế quá. Chiều cao là 46. Rồi. 31 hoành. Cái cũ đế nó là 47 nha cô chú anh chị. Bệ đế luôn. Chân trước nè nó bự nè. Rồi mã 14 này em giao luôn 1,8 triệu. À, 1,8 triệu. Mã 15. 15. Cao 60. 25 hoành. Cụm đế luôn, cụ nở luôn. Tay cành đều luôn. Tay cành này nè anh chị thúc vô một chút ha. Về thúc vô. Rồi mã 15 này em giao lưu giá là 1,2 triệu. Rồi 1,2 triệu. Mã 16. Cành bay nè. Có cành bay nữa nè cô chú anh chị. Cây này nãy có cây số mấy cũng có cành bay. Chiều cao 50. Em đo chiều 3 về là 55. Ừ 26 hoành. Cũ à. Anh chị nào mà thích cái dáng bay bay là alo cây này nha. Cây mã 16 này em giao luôn 1,5 triệu. Rồi 1,5 triệu. Cái mã 17. Đây luôn. Chắc lo vậy. Dạ. 40. Rồi. Đo tác đường này nha cô chú anh chị, với cái giọng co nó như này. Ừ 23 hoành. Cây lên nhựa đó. Rồi mã 18 này em giao lưu giá là 800. 800. Ủa 18 hay 17? 17 ha. 17, 17, cái này 18 nè. Chiều cao 52.
25 của anh. Rồi. Rồi, mã 18 này em giao luôn 1,2 triệu. 1,2 triệu. Giá này quá yêu thương rồi cô chú anh chị ơi. Xám về lô mới. Cái 19 chiều cao nó là 42. Chiều ngã bye bye. 22 của anh đi. Cũ nó cũng nở quá trời. Bộ đế nè, lật cơ. Rồi, mã 19 này em giao lưu giá là 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Quần khá to rồi. Cái này to, đế đẹp nữa nè. Chiều cao 55. Mã 20. Nó lúc đây này nha. Hai mươi tám ha, chín yếu tính 28 đế nè, đế gì sắp luôn cô chú anh chị, dán bài bài coi lắc nè, à. Rồi cái mã 20 này em giao lưu giá là 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Ngắt con cây mai tàn nữa. Cái mã 21. Chiều cao nó 40. Hai mươi sáu của anh. Này, bung tược ráo là nhiều cô chú anh chị. Rồi mã 21 này em giao lưu 900. Quá mềm cô chú anh chị ơi. À 22. Cái mai tàn nha cô chú anh chị. Cao là khoảng 2 mét. Tám ngàn chắc mét tám à. Ra 2 gan nữa, 18-19 à. Mặt bông nè, coi chú anh vậy. Đó. Bông là nó to luôn ha. Cánh tròn luôn nè. Bầu đẹp, rất đẹp rồi coi chú anh vậy. Bông dao động từ 5 đến 6, 7, 8 cánh nè. Cái này 6 cánh nè nha, coi chú anh vậy. Đó. 5, 6 cánh mà cánh đẹp lắm. 7, 8 cánh cũng có nữa, nó dao động trong cây á. Rồi cây mã con này mã số 22. Cây này em giao lưu giá 1,8 triệu. Rồi, 1,8 triệu. Rồi tới cây còn cây tàn này nữa. 23. 23. Cây này cao khoảng là 1,8 m nha cô chú anh chị. 8 ngàn này chắc cũng cỡ 2 mét ạ. À. Tán rộng ha. Quần to. Hai mươi sáu anh. Rồi. Cũ cũng nở nè. 44. Rồi. À, để đâu cái gì? Để biết ha. Để nơm luôn nó cô chú anh chị. Cây này thì cũng mặt bông nó có cánh nó cũng tròn nha. Đó. Đây nè. Đó. Rồi cái mã 23 này em giao lưu giá là 2 triệu. Rồi 2 triệu. Rồi cuối lớp em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ em. Dạ. Và anh chị nào xem hết clip á rồi ưng mã nào alo giùm em ha. Dạ. Số điện thoại của em là 0973543264, cũng là số Zalo của em. Em dạ. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ạ. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Vương. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.